Về cái việc là các cái đài như VOA, RFA, BBC là hiện đang bị chặn ở Việt Nam, và phải bảo đảm rằng là sau khi họ được vào TPP thì tất cả những cái việc này là đều không còn xảy ra nữa. I will. We had a long discussion yesterday, and I will. I made a promise, and I keep my promises. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phobosa TV, vừa sau buổi gặp gỡ của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius, với một số người trong cộng đồng Việt Nam tại văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ, chúng ta sẽ tiếp xúc với một tham dự viên, anh Bình. Anh Bình cho biết là anh được biết anh Bình cũng là một trong những người đã dự không phải là một lần mà vài lần cái những buổi gặp gỡ của ông Ted Osius. Anh có thể cho biết ý kiến của anh nhìn chung những cái lần mà anh đã được tham dự như thế nào thưa anh? Chào Lân, chào quý khán giả. Tôi nghĩ nhìn chung nguyên cả một cái cuối tuần vừa rồi bao nhiêu cái buổi họp mặt tiếp xúc rồi. Tôi có một số nhận xét, tôi nghĩ là có thể làm phật lòng một số khán giả và các quý vị trong giới sinh hoạt hội đoàn, có trong đó có cả cá nhân tôi. Tôi nghĩ là thực sự cộng đồng mình và những tổ chức đấu tranh, những tổ chức nhân quyền thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc, không những là cho cái chuyến đi của ông đại sứ qua bên này, mà thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những cái biến chuyển trong tình hình Việt Nam và giữa cái ban giao với Mỹ và Việt Nam. Những chuyện này đã xảy ra, cái dấu hiệu, tất cả những cái gọi là những cái dấu hiệu báo trước, nó xảy ra 2-3 năm trước. Chúng ta gần như là chưa rút được kinh nghiệm gì sau chuyến đi thăm của ông Nguyễn Minh Chiết, sau chuyến thăm viếng của ông Trương Tấn Sang 2 năm trước và đến bây giờ. Đây không phải là lần đầu tiên mà cộng đồng mình tổ chức đón tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đây chắc là đại sứ thứ 3 hay thứ 4 trở lại đây. Và cũng không phải là lần đầu tiên mà có những cái biến động lớn giữa trong cái ban giao giữa Việt Nam với Mỹ. Nhưng gần như là chúng ta vẫn cái phản ứng của 10 năm trước, 15 năm trước. Đó là cái mình phải rút ra kinh nghiệm. Mà trong đó, trong số những người hoạt động thì có cả tôi. Cho nên cái trách nhiệm chung của mọi người, chứ mình không có trách ai. Điều gì làm cho anh nói cái câu rằng là cộng đồng Việt Nam ở đây chưa sẵn sàng trong cái việc đó thưa anh? Có một số vấn đề rất đơn giản. Các tổ chức mà gặp ông đại sứ gần như là không có những cái buổi sinh hoạt họp nhau để làm việc riêng trong một thời gian mà tối thiểu trước khi hôm qua. Chúng tôi biết về chương trình gấp rút lắm, những người mà tổ chức đón tiếp hết chỗ này chỗ khác thông báo trước đó 2-3 ngày, cho nên mình chỉ có thời giờ để mình chuẩn bị cái thời khóa biểu cá nhân của mình và cho cái tổ chức mình thôi. Nhưng về nội dung, chúng ta không có những buổi họp trước để thống nhất cái quan điểm, ý kiến, những vấn đề gì chúng ta cần phải giải quyết với ông đại sứ. Về kỹ thuật, một cái nhỏ là chúng ta tổ chức quá nhiều cái sinh hoạt, quá nhiều buổi đón tiếp từ tối thứ 7 cho đến bây giờ. Cho nên nó làm phí, nó mất cái thời giờ của chính ông đại sứ, của phái đoàn của họ. Và nó làm cho ông đại sứ cũng như phái đoàn của ông phải trả lời một số những câu hỏi giống nhau, hết chỗ này đến chỗ khác. Và nó gây trở ngại trong cái việc mà sắp xếp thời khóa biểu. Ví dụ như ngày hôm nay, mình văn phòng hội đoàn, theo tôi biết, thì hội đồng Liên Tôn có mời ông đại sứ vào lúc 11 giờ. Thay vì chúng ta gặp nhau hết cả ở trung tâm công giáo, thì mình tiết kiệm thời giờ của những người chờ đợi ở đây, cũng như của ông đại sứ. Và ông đã đến đây sau khi... hôm nay mình có ông đại sứ đến đây thì có mặt sinh hoạt với mình được khoảng chừng 40 phút. Cho nên nó cũng là một chuyện đáng tiếc. Mình, đó là một cái nhỏ mình phải rút kinh nghiệm. Anh nhận xét rất là đúng trong cái chuyện là ông đại sứ đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ trong 2 ngày nay, mỗi ngày cả 9-10 cuộc gặp gỡ với nhau. Nhưng có thể có một cái yếu tố làm nên dẫn đến cái điều đó, tức là vì ông phải gặp những cái nhóm, những cái hội đoàn với những cái xu hướng hoạt động khác nhau. Thí dụ như những xu hướng chính trị, những xu hướng xã hội, những xu hướng về các doanh nhân, cho nên mới phải tạo ra nhiều cái cuộc gặp gỡ đó. Anh nghĩ cái yếu tố đó có phải là cái yếu tố đóng vào cái chuyện, cái tình trạng là ông phải gặp rất nhiều những cái nhóm nhỏ như vậy hay không thôi? Đúng, đó là một phần. Có một số những cái môi trường mà ông đại sứ phải gặp ở những chỗ khác nhau. Ví dụ như cái giới doanh nghiệp thì muốn gặp riêng ông đại sứ, chuyện đó mình biết. Nhưng giữa các tổ chức, các hội đoàn đấu tranh, tôi nghĩ là nếu mà có thể thu nhỏ lại được, các vị dân cử luôn. Ví dụ như chiều hôm qua có một cái buổi gặp mặt với lại ở tại tư gia của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Nếu mà có thể cùng với nhau gặp một lúc luôn thì mình có nhiều thời giờ nói chuyện hơn. Chiều hôm qua cũng bị hệt như hôm nay, ông đại sứ đến cái hồi khoảng chừng tiếng đồng hồ xong mới đi.
Đó là về cái vấn đề tổ chức. Nhưng nếu mà nói về cái vấn đề nội dung đó, thì anh đã theo dõi 4 ngày hôm nay, anh cũng đã nghe nói cái nội dung đã có lặp lại. Như vậy là có lẽ anh cũng đã nghe rất rõ những cái thông điệp của ông đại sứ đưa ra. Anh cho biết cái ý kiến của anh liên quan tới những cái thông điệp chính mà anh nhận được từ những cái bài nói chuyện của ông ấy. Nhận xét đầu tiên thì tôi nghĩ là ông là một người có nhà ngoại giao rất có tài. Chúng ta đặt ra nhiều vấn đề cho ông và mong được có những câu trả lời thỏa đáng, rõ ràng. Ông đại sứ cố gắng hết sức để trả lời trong cái phạm vi những gì mà ông trả lời được và nói lên tất cả những gì mà ông có thể nói được về chính sách, về lập trường, quan điểm của chính phủ Mỹ. Tôi nghĩ là cộng đồng Việt Nam mình cũng nói lên hầu hết được những cái quan điểm của cộng đồng Việt Nam với họ đang tranh đấu. Ông đại sứ nói rất nhiều cái thông điệp là ông ấy rất là lạc quan trong cái vấn đề tình hình Việt Nam, mặc dù là lúc nào cũng nói trước những cái vấn đề nhân quyền đang xảy ra, nhưng ông luôn luôn nói tới cái vấn đề lạc quan ngay tiếp sau đó. Anh nghĩ sao về cái thông điệp đó của ông đại sứ? Tôi, cá nhân tôi, và tôi nghĩ là cộng đồng Việt Nam Nam Cali chắc không có chia sẻ sự lạc quan đó. Có thể ông đại sứ, qua sự quan sát trực tiếp của ông ở Hà Nội, có thể ông có được sự lạc quan đó và có thể ông đúng. Chúng ta cầu mong là ông cái sự lạc quan nó đúng. Nhưng cho đến bây giờ, okay, từ đây nhìn về Việt Nam thì mình chưa thấy, chưa chia sẻ được sự lạc quan đó. Tuy nhiên, đúng muốn đứng thế nào? Mình cũng mừng là có một số mục tiêu mà ông đưa ra trong các lĩnh vực nhân quyền, cải tổ pháp luật ở Việt Nam, chuyện mà bảo vệ quyền lao động. Đó cũng là những điều mà mình đang mong muốn cho Việt Nam. Và tôi cảm thấy là ông có sự chân tình, quyết tâm làm chuyện đó. Mình sẽ không đặt hết cái trách nhiệm lên trên của ông đại sứ Mỹ ở Việt Nam. Cái chuyện đó có thành công được hay không cũng phần lớn là nhờ cái sự vận động của cộng đồng Việt Nam ở đây và cái sự tranh đấu của những người ở Việt Nam. Liên quan tới cái vấn đề hiệp định thương mại TPP, ông đại sứ cho biết rất rõ cái ý của ông là cái việc nếu mà Việt Nam vào TPP, đưa Việt Nam vào TPP thì nó sẽ cải thiện rất nhiều những cái vấn đề ở Việt Nam, kể cả vấn đề nhân quyền. Dĩ nhiên là mà đưa vào với một số điều kiện tối thiểu nào đó. Anh có đồng ý với cái xu hướng đó hay không? Và vì sao thưa anh? Xu hướng là mời Việt Nam tham gia vào TPP. Tôi không hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm đó của ông đại sứ cũng như của chính phủ Obama. Tôi nghĩ là cái việc mà tham gia vào TPP, nếu chỉ nói thuần túy về mặt kinh tế thôi, thì kinh tế Việt Nam nó chưa sẵn sàng để tham gia một cái thỏa hiệp lớn. Vì mình nhìn Việt Nam so sánh với 11 nước kia, trong đó cái nước mà chậm tiến nhất như là Peru hay Chile gì đó, họ cũng là những chính quyền dân chủ với những nền kinh tế tự do và một cái hệ thống pháp luật thực sự là tôn trọng pháp luật. Tuy là nó còn nhiều cái yếu kém so với Mỹ và Nhật, Úc, Canada, trong 12 nước đó thì Việt Nam là cái nước lạc loài nhất. Cho nên chỉ hung tí về mặt kinh tế thôi, cũng thấy là Việt Nam cần phải xây dựng, phải thay đổi cái hệ thống kinh tế mà nhiều lắm để mà tham dự với GDP, nếu mà nghĩ đó là cái quyền lợi của việc lâu dài của đất nước. Còn như về những cái mặt như là quyền lao động rồi nọ thì Việt Nam lại càng stand out hơn nữa. Thành ra cá nhân tôi cũng như tôi nghĩ là cộng đồng mình đều mong là cái đất nước Việt Nam mình sẽ có dịp hội nhập nhiều trên kinh tế thế giới. Nhưng mình không muốn mình tham gia với cái tính cách khập khiễng như vậy. Nếu những người lãnh đạo Việt Nam mà họ thực sự họ quan tâm đến chuyện phát triển kinh tế Việt Nam thì họ nên theo những cái yêu cầu của các nước như là Mỹ, Nhật, Canada, Úc là cố gắng cải tổ kinh tế, cải tổ cái hệ thống pháp luật của Việt Nam và cải tổ cái quyền lao động của Việt Nam đi. Những cái đó nó không có đe dọa gì đến cái sự sống còn của chế độ hết. Đó là cái quyền căn bản và những cái cải tổ căn bản để cho Việt Nam được hội nhập vào thế giới. Và chúng tôi mong là chính quyền Việt Nam nghe được những cái yêu cầu đó, những cái mong ước đó, cũng như là mong là đó là tôi biết đó là những cái mà ông đại sứ đã cam kết. Thì tôi cũng mong là chính quyền Obama qua ông đại sứ này cũng có sẽ đạt được những cái cam kết từ phía Việt Nam. Ngày hôm nay là ngày cuối của ông đại sứ ở miền Nam Cali. Ngày mai ông đã trở về miền Bắc Cali rồi sau đó quay trở lại Việt Nam tiếp tục công việc. Nếu phải có một cái lời nhắn gửi nào đó đến với ông đại sứ và kể cả đến với những người có quan tâm tới cái chuyến đi của ông lần này tới miền Nam California và những công việc của ông trong những ngày tới, anh sẽ muốn nhắn gửi điều gì thưa anh? Có mấy điều chính. Điều một lần nữa tôi cũng muốn lặp lại là
có những công việc mà ông làm ở Việt Nam trong mấy năm vừa rồi đó, trong thời gian mà ông làm đại sứ, trong thời gian ngắn thôi, những người trẻ Việt Nam đó, họ rất là cần cái sự giúp đỡ của tòa đại sứ. Em mừng cậu. Đến muốn chặt cái cờ mà anh đi. Anh đi với anh Thăng, anh Thăng. Trong suốt những lần nghe ông đại sứ Ted Osius chia sẻ đó, anh có nhận thấy điều gì là cái thông tin mới mẻ đối với anh? Ông đại sứ thì nói rất là nhiều chuyện quan trọng, những chuyện cam kết của chính phủ, những việc mà họ sẽ làm và những việc mà họ không thể làm được. Ông nhấn mạnh nhiều lần, thì những cái đó trên báo chí và đồng bào cũng đã nghe được nhiều lần rồi. Riêng tôi thì ngoài những chuyện đó, có một cái chi tiết cũng tình cờ, cũng thú vị, mà nó có ấn tượng đối với tôi nữa. Ông có kể lại cái giao thoại về chuyện bà Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện giờ là Phó Chủ tịch Quốc hội và mà Ủy viên Bộ Chính trị, được mời qua Mỹ và tham dự một cái khóa, một cái buổi thăm viếng và một cái hội thảo, cũng như là một số những cái chuyến viếng thăm ở Boston, trong đó bà có đến Đại học Harvard và bà có được đến tham dự một phiên tòa, một cái hearing ở trong cái phiên tòa mà xử cái người can phạm trong vụ khủng bố ở Boston. Sau khi về thì bà có trong cái buổi gặp mặt ăn tối với ông đại sứ thì bà có kể lại cái ấn tượng của bà về cái phiên tòa đó, và bà lấy làm ngạc nhiên là ở Mỹ này, lúc mà người ta xử tội hay là truy tố người nào, có một bồi thẩm đoàn ngồi đó để mà quyết định cái chuyện có phạm tội hay không, chứ không phải là công chánh án, không phải là quan tòa và bất cứ ai bổ nhiệm, mà là một bồi thẩm đoàn 12 người công dân bình thường ngồi lại quyết định cái số phận của một người can phạm ở trong cái vụ án mà thuộc lại lớn nhất nước Mỹ trong mấy năm vừa rồi. Bà ngạc nhiên và bà nói lại với ông đại sứ đó, và tôi nghe tôi cũng ngạc nhiên đến sững sờ luôn. Ngạc nhiên ở cái chỗ là tại sao một người lãnh đạo Việt Nam cho đến bây giờ mới biết được chuyện đó. Mình thấy buồn cho đất nước mình. Mình mong là trong tương lai có thể thay đổi được chuyện đó.